Thưa quý vị, sáng nay 17 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị với các doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài. Hội nghị có chủ đề Vượt qua thử thách, nắm bắt cơ hội, hợp tác phát triển, được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở chính phủ với các tỉnh thành và 80 điểm cầu tại các doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam và các nước trên thế giới. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phương châm, lấy người dân doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực phát triển. Khẳng định, nhà nước tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhà đầu tư, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư và người lao động. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và địa phương rà soát toàn diện các khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, có chính sách hỗ trợ phát triển phù hợp đối với các ngành, lĩnh vực, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh chủ đạo, hình thành các trung tâm năng lượng, trung tâm logistics có quy mô lớn, ứng dụng kỹ thuật số nhằm đáp ứng nhu cầu cao của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Đối với các hiệp hội doanh nghiệp và các nhà đầu tư, Thủ tướng đề nghị nêu cao tinh thần hợp tác cùng có lợi, nghiêm túc tuân thủ luật pháp, đề cao trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường, chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người lao động, làm tốt công tác an sinh xã hội, thực hiện đổi mới mô hình, hướng tới kinh doanh xanh, công nghệ xanh và phát triển bền vững. Thủ tướng tin tưởng, hoạt động hợp tác đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, hướng đến sự phát triển bền vững của các bên, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường, thịnh vượng, người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Thưa quý vị, phát biểu tại phiên họp lần thứ 2 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải vừa diễn ra vào chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo đã yêu cầu có nguồn vốn, chủ trương và đã có các quy định cần thiết của pháp luật, nên khâu tổ chức thực hiện là rất quan trọng. Khâu tổ chức thực hiện bao giờ cũng là yếu kém, chậm chạp. Đây là một điểm yếu có tính chất hệ thống của chúng ta. Vì vậy, Ban Chỉ đạo cần tập trung đôn đốc triển khai, tổ chức kiểm tra, giải quyết các công việc ách tắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Các công trình dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải đang thực hiện đầu tư gồm dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, dự án xây dựng đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, dự án xây dựng đường bộ cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, dự án đường bộ cao tốc Bến Lức - Long Thành, dự án đường sắt đô thị thành phố Hà Nội, dự án đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành. Các dự án chuẩn bị đầu tư gồm 3 dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Biên Hòa - Vũng Tàu, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, dự án vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, dự án đường Hồ Chí Minh. Cùng với báo cáo tiến độ, lãnh đạo các địa phương, bộ ngành, nhà thầu đã nêu những khó khăn, vướng mắc và giải pháp thúc đẩy tiến độ đầu tư các dự án. Trong đó, đối với công tác giải phóng mặt bằng, mặc dù các địa phương, các đơn vị chủ quản đã tích cực triển khai, nhưng tiến độ còn chưa đáp ứng yêu cầu. Về nguồn vật liệu cát đắp nền đường khu vực đồng bằng sông Cửu Long, mặc dù chính phủ đã có các nghị quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tuy nhiên đến nay các địa phương chưa cam kết đủ nguồn cát đắp cho các dự án. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, phát triển hạ tầng là một trong 3 đột phá chiến lược, song giao thông đang là điểm nghẽn lớn của nước ta. Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng đề ra mục tiêu đến năm 2025, cả nước có 3.000 km đường bộ cao tốc, đến năm 2030 có 5.000 km đường bộ cao tốc, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển. Thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ đã có các nghị quyết, cơ chế chính sách, bố trí nguồn lực cho phát triển giao thông. Song việc tổ chức thực hiện vẫn đang là điểm yếu. Hiện nay, việc thực hiện các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chưa đạt mục tiêu đề ra, nhất là tại các dự án đường bộ cao tốc. Các cái thủ tục đấu thầu đấu giá thế nào, vướng cái gì ở các địa phương thì tôi đề nghị các đồng chí khẩn trương mời Bộ Kế hoạch Đầu tư, mời Bộ Tài chính, mời các bộ ngành có liên quan và các đồng chí giúp đỡ, các đồng chí làm. Dứt khoát là không để nó ách tắc. Cùng với đó, Thủ tướng cũng chỉ rõ nhiều công việc liên quan đến các dự án công trình giao thông trọng điểm quốc gia chưa có tiến triển, vẫn ì ạch gây bức xúc, nhất là tại các thành phố lớn và các vướng mắc khó khăn về nguyên vật liệu xây dựng, nhất là mỏ vật liệu. Chúng ta phải bám sát vào cái công việc để chúng ta báo cáo rồi kiểm điểm rồi đôn đốc. Đấy, các ông chí thấy, tức là từ tháng trước đến tháng này nó đã bao nhiêu cái công việc nó phát sinh rồi. Mà không có cái cuộc họp ngày hôm nay thì lại ách tắc. Nhưng mà cũng không vì thế mà cứ ỷ lại cuộc họp thì cũng được. Phải chủ động giải quyết công việc.
Thủ tướng cũng đề nghị các thành viên ban chỉ đạo, lãnh đạo các bộ, ngành địa phương xuống tận công trường, kiểm tra thực địa để chứng kiến thực tế, có cảm xúc, động lực để phát triển công việc. Thưa quý vị, Việt Nam bảo đảm ổn định trong điều kiện bất định, giữ chủ động trước những diễn biến phức tạp và kiểm soát rủi ro, lạm phát, phấn đấu đạt tăng trưởng cao. Đây là các mục tiêu được Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt ra trong chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 16 tháng 9. Dự báo, áp lực lạm phát, tỷ giá, chi phí sản xuất kinh doanh sẽ gặp nhiều thách thức những tháng còn lại của năm nay và đầu năm 2023. Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm, Chính phủ nhất quán chính sách, giải pháp, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn nền kinh tế. Chỉ thị 15 nêu, Việt Nam bảo đảm ổn định trong điều kiện bất định, giữ chủ động trước những diễn biến phức tạp, nhất quán trong bối cảnh chuyển đổi và xáo trộn, kiểm soát rủi ro, kịp thời ứng phó với nguy cơ suy thoái và hợp tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế trong hội nhập. Để đạt mục tiêu xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, kiểm soát lạm phát, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân tích, dự báo tình hình thế giới, trong nước, việc điều chỉnh chính sách của các nước tác động tới kinh tế xã hội Việt Nam và kịp thời tham mưu giải pháp cho Chính phủ. Bộ Tài chính thực hiện chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ, theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường, nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp điều hành giá, thuế, phí để ổn định giá cả, giảm chi phí cho doanh nghiệp, người dân. Ngân hàng nhà nước phải điều hành chính sách tiền tệ thận trọng, nhất là về tỷ giá, lãi suất, tín dụng để vừa kiểm soát lạm phát, vừa hỗ trợ phục hồi và tăng trưởng. Các ngân hàng thương mại tiết giảm chi phí, giảm lãi suất cho vay để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, người dân, hướng tín dụng vào các ngành nghề, lĩnh vực ưu tiên, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Với Bộ Công Thương, Thủ tướng yêu cầu theo dõi sát diễn biến cung cầu thị trường các mặt hàng thiết yếu, nhất là xăng dầu, xử lý hành vi đầu cơ và có giải pháp không để đứt gãy nguồn cung. Các công cụ bình ổn như quỹ bình ổn xăng dầu phải sử dụng hiệu quả để giảm thiểu tác động ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh. Xây dựng thì phải sớm rà soát, đề xuất hoàn thiện các quy định, chính sách trong lĩnh vực bất động sản, nhất là đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, công nhân để thị trường này phát triển ổn định. Ngoài ra, hàng loạt các bộ ngành khác cũng được yêu cầu thực hiện các giải pháp cụ thể để tháo gỡ những vướng mắc nổi cộm trong từng lĩnh vực phụ trách. Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị các bộ trưởng, chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương chủ động trong điều hành, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và đề xuất giải pháp, kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng những vấn đề phát sinh thực tế. Hàng tháng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp việc thực hiện nhiệm vụ giải pháp tại chỉ thị này, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ. Thưa quý vị, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trực tiếp tới kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam 2022. Diễn đàn sẽ khai mạc vào sáng mai 18 tháng 9 với chủ đề Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam 2022 được tổ chức với sự tham gia đồng chủ trì của 4 cơ quan, gồm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng với khoảng 400 đại biểu gồm các chuyên gia, nhà khoa học, đại sứ, trưởng cơ quan, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và đại diện cộng đồng doanh nghiệp trong nước và nước ngoài sẽ tham dự trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Diễn đàn sẽ kết nối trực tuyến đến 6 điểm cầu trong nước và một số chuyên gia, nhà khoa học ở nước ngoài sẽ tham dự theo hình thức ghi hình hoặc phát biểu trực tuyến. Việc tổ chức Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam 2022 với chủ đề Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững trong bối cảnh Quốc hội đang chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 để xem xét, quyết định nhiều vấn đề hệ trọng về kinh tế xã hội, xây dựng pháp luật có ý nghĩa quan trọng nhằm bổ sung thêm luận cứu khoa học, thực tiễn, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, tham vấn các chuyên gia trong và ngoài nước, cùng với bám sát diễn biến tình hình thực tế sẽ là kênh thông tin đầu vào quan trọng để các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội có thêm dữ liệu, từ đó phân tích, dự báo kịp thời các giải pháp chính sách, củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, giảm thiểu tác động tiêu cực, nắm bắt các cơ hội, thời cơ, đặc biệt là đối với chính sách tài khóa, tiền tệ, chính sách an sinh, xã hội, có cơ chế kiểm tra, giám sát để hỗ trợ nền kinh tế vượt qua khó khăn, phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng, phát triển bền vững.